để công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đạt hiệu quả cao nhất, Công an tỉnh Sơn La đã có nhiều cách làm trong việc vận động người dân như thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín. Qua đó đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại các huyện miền núi, vùng cao, biên giới. Qua các buổi tuyên truyền pháp luật, vận động quần chúng, hôm nay anh Giàng A Phạ, chú tại bản Pa Kha 2, xã Triềng Tương, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã ý thức được sự nguy hiểm khi sử dụng và cất giữ súng tự chế trong nhà. Anh đã tự giác giao nộp cho lực lượng công an khẩu súng do chính tay anh chế tạo và được cất giữ, sử dụng gần 10 năm qua. Lúc ngày xưa thì thấy người ta hay dùng thì mình cũng thích, mình mày mò thì mình tự chế, rồi dùng cất ở trong nhà cũng gần chục năm. Được thời gian gần đây thì được công an cũng tuyên truyền về tác hại của súng, thì hôm nay tự giác giao nộp cho bên công an. Tổ chức các tổ công tác liên ngành công an, biên phòng trực tiếp đến các bản, làng, vùng cao, đến từng hộ gia đình tổ chức tuyên truyền, vận động để nhân dân nắm rõ các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ. Đồng thời, người dân sẽ được nghe phân tích tác hại, tính nguy hiểm của việc tàng trữ, sử dụng súng săn, súng tự chế trong các hộ gia đình. Từ đó, rà soát, lập danh sách các đối tượng cá biệt, huy động người có uy tín, tiếng nói đến vận động để đạt hiệu quả cao nhất. Thì đơn vị đã tăng cường phối hợp với công an các huyện, các xã trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là những huyện, những xã biên giới để tổ chức các cái hội nghị tuyên truyền, vận động, thu hồi và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn. Chính từ những cái kết quả công tác vận động tuyên truyền như thế thì công tác thu hồi vũ khí, công cụ hỗ trợ, nhất là trên địa bàn tuyến biên giới đã thực hiện hiệu quả, góp phần làm giảm tình trạng tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến nội dung này. Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã phát hiện, bắt giữ 20 vụ, 19 đối tượng vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và các công cụ hỗ trợ, 24 vụ, 31 đối tượng liên quan đến pháo, vận động, thu hồi 660 khẩu súng các loại, 1 quả lựu đạn, 11 kíp nổ, 61 viên đạn quân dụng, 8 linh kiện vũ khí, 5 xung kích điện, 4 hộp pháo, 9 quả pháo nổ. Để duy trì và nâng cao hiệu quả vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an, cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia vào cuộc và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Người dân cũng cần tích cực tham gia phát hiện, tố giác hành vi vi phạm, góp phần tạo nên một cuộc sống bình yên, an toàn.